hai người may mắn thoát chết nhờ Apple Watch. Mới đây, hai người đàn ông được cho là khách du lịch chèo thuyền can giác tại bãi biển Ocean Park, Puerto Rico, do gặp điều kiện thời tiết xấu và sóng đánh cao, nên thuyền của họ đã bị lật và chìm giữa biển. Theo cảnh sát biển Mỹ, hai khách du lịch này đã tìm cơ hội sống sót bằng cách bơi dưới nước trong vài giờ sau khi thuyền của họ bị chìm. Tuy nhiên giữa giữa đại dương mênh mông, cơ hội sống sót nếu gặp nạn thường là rất mong manh. Rất may, một người đàn ông chợt nhớ rằng mình đang đeo Apple Watch và sử dụng tính năng SOS cuộc gọi khẩn cấp, được tích hợp bên trong, do được trang bị tính năng chống nước, nên chiếc Apple Watch này vẫn có thể sử dụng một cách bình thường. Không lâu sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát biển và cảnh sát địa phương đã kịp thời định vị và cứu mạng hai người gặp nạn bằng máy bay trực thăng. Được biết, tính năng SOS khẩn cấp của Apple Watch sẽ giúp người dùng dễ dàng gọi nhanh các dịch vụ khẩn cấp bằng nút bấm ở cạnh hông. Cách đây ít ngày, Apple Watch cũng vừa cứu mạng một người đàn ông 74 tuổi ở bang Florida, Mỹ, khi người này liên tục cảm thấy mệt mỏi. Còn chiếc Apple Watch thì liên tục cảnh báo rằng ông là một VIP. Mặc dù không hiểu VIP là gì, sau người đàn ông này đã nhanh chóng đến bệnh viện để tìm hiểu. Các bác sĩ sau đó đã xác định người đàn ông trên bị chứng dung tâm nhĩ, khiến rối loạn nhịp tim và ngay lập tức được điều trị.